đi vô IKEA mọi người ơi, đi vô IKEA coi có gì không nha, đi tham quan chứ không có mua, không biết có mua được không. Đây là khu bán cà phê nè cả nhà. Ồ, có bán kẹo luôn hả? Quá trời luôn cả nhà ơi. Kẹo. Wow. Này. Ngon quá cả nhà ơi, cái kẹo sô cô la này. Ê mọi người ơi. Đây là hàng bánh kẹo. Wow, nhìn thích quá. Đây là cà phê. Wow, ngoài coi nè. Đây là dụng cụ trong gia đình. Ồ, đây là đồ của em bé. Đây là dụng cụ bán để trong phòng mình trang trí trong phòng của em bé đó cả nhà. Quá đồ trang trí. Một cái tủ màu trắng đẹp quá cả nhà. Wow, nguyên cái tủ này để đồ chơi của em bé vào giường. Okay, đẹp quá. Đẹp quá mọi người. Những đồ trang trí trong gia đình nè, những cái ghế nệm, ghế sofa này cả nhà. Đây nhìn đẹp ghê luôn. Đây người ta trang trí sẵn những cái phòng để làm mẫu cho mình nè cả nhà. Mình muốn trang trí cái phòng mình là giống như vậy đó. Là cũng đẹp luôn cả nhà ha. Mình chơi. Đẹp quá mọi người ha. Đây là cái nhà bếp. Trang trí nhà bếp trong vậy thật là đẹp. Ở trong đây bán này, có nhiều cái nhà bếp người ta trang trí sẵn để làm mẫu cho mình đây cả nhà. Xong rồi mình thấy cái nào đẹp thì mình order thôi. Cứ đây là một cái nhà bếp nhỏ nhỏ. Nhưng mà cái nhà bếp này nhìn u tối quá. Thủy thì thích màu trắng. Nhưng mà nhà của Thủy thì bây giờ chưa đâu cả nhà, tại vì con nhỏ với đồ bận rộn lắm. Từ từ. Đây. Đây cũng là một cái nhà bếp.
mơ mộng của những người phụ nữ nha cả nhà. Với những người phụ nữ đây, cái nhà bếp mình nè cả nhà, đẹp ha. Rất đẹp ở đây nha, người ta trang trí nhìn rất là sang, rất là đẹp. Còn đây là những cái giọt nước để trang trí cái nhà bếp của mình đó cả nhà. Có nhiều kiểu lắm, rất là nhiều kiểu. Ở đây là chỗ bán giường nè cả nhà. Những cái giường người ta trang trí sẵn luôn. Này, nhìn đẹp ha cả nhà ha. Ồ, rất là đẹp. Đây là nơi bán những cái tủ quần áo để trong phòng đó cả nhà. Đây. Ồ, cũng không có mắc. Cái IKEA này giờ thì bán đồ nó giá rẻ cả nhà, giá được lắm, không có mắc. Wow. Đây là nơi bán những cái tủ nè cả nhà. Wow, đẹp quá. Đây là dụng cụ nhà bếp cả nhà ơi, quá trời luôn. Hủ kiểu nào cũng có cả nhà, nhưng mà rạc giá rất rẻ. Này, giá không có mắc như những cái siêu thị khác, cũng rất dễ mua cả nhà. Dụng cụ nhà bếp đẹp lắm cả nhà ơi. Đây là những chỗ bán gói nè cả nhà, mền gói á, quá trời luôn. Nay thì bán những cái để mình chùi chân á, thảm ở dưới á cả nhà. Những tấm thảm quá trời. Đây là những cái tấm thảm để mình trước khi vô nhà đó. Không có xưa nè, bán cái giỏ giống như ở Việt Nam mình không cả nhà. Đây thì bán mình đó. Đây là bán những cái đèn để trong phòng nhà nè cả nhà, đèn ngủ, đèn trang trí. Ồ, quá trời luôn. Đây cả nhà ơi, những cái đèn rất là đẹp luôn, đèn kiểu gì cũng có. Đây cả nhà, đó để trang trí phòng khách đó cả nhà. Wow, lũ xương quá, đẹp quá cả nhà ơi. Đây. Cái đèn nhìn quá là tuyệt vời luôn. Nhưng mà cái đèn này nhìn hay quá cả nhà. Cái đèn nhìn giống như còn bên đây là những cái nhà mình. Ôi ôi đẹp quá đi. Ôi có cái đèn cả nhà. Bông đẹp ha. Ồ vậy, nhiều kiểu cả nhà. Quá wow, kiểu đẹp luôn. Đây là những nơi bán những cái tranh này nha, những cái tấm tranh để treo ngay phòng khách đó. Đây đẹp hả nha hả. U cái tranh nó đẹp lọ, thì thích cái tranh đó. Đây những cây cỏ giả toàn mẫu đó cả nhà, để trang trí phòng khách của mình đó. Quá trời đẹp ơi là đẹp luôn, rất là nhiều. Còn đây là bán những cái đèn cầy thơm á cả nhà, đèn cầy mình đốt cả nhà, đốt thơm á.